Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh tin tức được cập nhật liên tục 24 giờ qua. Phương Anh thay mặt cho ban biên tập xin được kính chúc quý vị ngày mới có thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Và trong bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý nào? Ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi. Bất ngờ điểm chung về tội danh của ông Lê Thanh Vân và ông Lưu Bình Nhưỡng Mới đây, ông Lê Thanh Vân, sinh năm 1964, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình khởi tố và bắt tạm giam về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Đây là hành vi được quy định tại Điều 358 Bộ Luật Hình sự. Ông Vân là đại biểu Quốc hội khóa 15 bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi cho cá nhân vi phạm quy định của pháp luật. Đối với vụ án ông Lưu Bình Nhưỡng, 60 tuổi, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội, Ngoài tội danh cưỡng đoạt tài sản, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án, bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với ông Lưu Bình Nhưỡng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, quy định tại khoản 4 điều 358 Bộ luật hình sự. Công an tỉnh Thái Bình đã kêu gọi các cá nhân và tổ chức bị ông Nhưỡng lợi dụng chức vụ để trục lợi hoặc liên quan đến các hành vi phạm tội khác của ông Nhưỡng đến hợp tác giải quyết hai vụ bắt giữ ông lê thanh vân và ông lưu bình nhưỡng có điểm chung nổi bật là cả hai đều bị khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi điều này cho thấy cơ quan chức năng đã thể hiện sự quyết tâm trong việc xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm này cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với ông lê thanh vân Ông Vân là đại biểu Quốc hội khóa 15 để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, quy định tại Điều 358 Bộ Luật Hình sự. Đây là diễn biến trong quá trình mở rộng điều tra vụ án ông Lưu Bình Nhưỡng và đồng phạm phạm tội cưỡng đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đến người khác để trục lợi xảy ra tại tỉnh Thái Bình. Cùng ngày, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình đã phê chuẩn các quyết định, lệnh nêu trên. Hiện, công an tỉnh Thái Bình đang khẩn trương thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, thu hồi tài sản theo quy định pháp luật. Trước khi các hành động pháp lý được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình thực thi theo quy định của pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết số 1090 về việc đồng ý khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc Đồng thời, tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với ông Lê Thanh Vân, ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa 15. Ông Lê Thanh Vân, 60 tuổi, quê tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, trình độ tiến sĩ luật, ông Lê Thanh Vân là đại biểu Quốc hội các khóa 13, thành phố Hải Phòng, 14, 15, tỉnh Cà Mau và là ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách các khóa 14, 15. Ông Lê Thanh Vân nhiều năm làm việc tại Quốc hội, tại vụ hoạt động đại biểu dân cử, nay là ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Viện nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Tài chính Ngân sách. Ông Lê Thanh Vân cũng có hơn một năm được luân chuyển về địa phương làm phó bí thư tỉnh ủy Hải Dương từ tháng 3 năm 2014 đến tháng 1 năm 2015, trước khi quay trở lại Ủy ban Tài chính Ngân sách sự chức ủy viên thường trực ủy ban này. Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Lưu Bình Nhưỡng việc ông lưu bình nhưỡng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình khởi tố bị can bắt tạm giam để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản bổ sung quyết định khởi tố vụ án bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với ông lưu bình nhưỡng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi khiến dư luận xôn xao nhiều tỉnh thành đã giả soát và phát hiện các kiến nghị phiếu chuyển đơn cũng như văn bản do ông lưu bình nhưỡng ký với chức vụ đại biểu quốc hội hoặc phó trưởng ban dân nguyện từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 12 năm 2023, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú đã chủ trì kỳ họp thứ 34 của Ủy ban này. Tại kỳ họp này, xem xét đề nghị của Ban thường vụ Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, Ông Lưu Bình Nhưỡng, nguyên phó trưởng ban dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đã suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi vi phạm luật bảo vệ bí mật nhà nước ảnh hưởng sâu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan nhà nước căn cứ quy định của đảng ủy ban kiểm tra trung ương quyết định kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với ông lưu bình nhưỡng vụ án liên quan ông lưu bình nhưỡng tại lâm đồng đối với các vụ án liên quan đến ông lưu bình nhưỡng ủy ban kiểm tra trung ương cũng xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng đối với ban thường vụ tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra tỉnh ủy kiểm tra việc kê khai tài sản thu nhập đối với các thành viên thường trực tỉnh ủy lâm đồng ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy bên cạnh những ưu điểm là cơ bản các tổ chức đảng đảng viên được kiểm tra còn có một số vi phạm khuyết điểm trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của đảng và kê khai tài sản, thu nhập. Ủy ban kiểm tra Trung ương yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, kiểm điểm nghiêm túc, xúc kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra, phát huy ưu điểm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện kiểm tra, giám sát trọng tâm là kiểm tra các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương, công tác cán bộ, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, thực hiện các dự án đầu tư và những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận quan tâm, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Liên quan đến việc xác định nghi phạm ám sát hụt ông Trump vừa qua, các nguồn tin thực thi pháp luật Mỹ nói điều tra ban đầu cho thấy nghi phạm là nam giới, khoảng 20 tuổi và là người ở Pennsylvania. Tuy nhiên, danh tính người này chưa được công bố. Trong khi đó, New York Post dẫn lời một số nguồn tin cho hay nghi phạm là Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi, sống ở Better Park, Pennsylvania. Trang này đăng bức ảnh cho thấy nghi phạm bị bắn hạ trên nóc một tòa nhà, các sĩ quan mật vụ cầm súng trường vây xung quanh. Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI gọi vụ nổ súng tại cuộc vận động tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ở bang Pennsylvania là một vụ ám sát bất thành. Ông Kevin Rochek, đặc vụ phụ trách văn phòng FBI tại Pittsburgh, bày tỏ sự ngạc nhiên khi tay súng có thể bắn nhiều phát súng trong cuộc vận động tranh cử của cựu Tổng thống Trump mà đội an ninh không hề biết về vị trí của người đàn ông này. Cảnh sát tiểu bang Pennsylvania George Bivens cho biết thêm rằng cuộc điều tra sẽ cho phép các nhà chức trách xem xét xem có sai sót nào xảy ra và cách khắc phục trong tương lai. Bên cạnh đó, FBI cho biết các lực lượng ra phá bom đã được triển khai tại hiện trường vụ xả súng vì cảnh giác cao độ cảnh báo tình trạng mua bán chạy chức chạy quyền, cán bộ kim tiền, mối nguy hại đe dọa sự tồn vong của chế độ. Thưa quý vị, thực tế lịch sử đấu tranh cách mạng xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn ghi nhận, đánh giá rất cao vai trò của đội ngũ cán bộ, coi công tác cán bộ là khâu then chốt của then chốt. Vì thế, nếu như mọi vị trí chức vụ trong tổ chức Đảng, chính quyền đều trở thành hàng hóa, được định giá và có thể mua bán trao đổi bằng tiền, vật chất như mọi loại hàng hóa khác thì hệ lụy gì sẽ xảy ra đối với Đảng và chế độ? Có hay không? Chợ đen, mua quan bán chức, giải pháp nào nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đấu tranh với nạn chạy chức chạy quyền và tham nhũng tiêu cực? Những vấn đề này sẽ được chúng tôi đề cập qua loạt bài viết cảnh báo tình trạng xem chức vụ như hàng hóa. Cán bộ, kim tiền, mối nguy hại đe dọa sự tồn vong của chế độ. Thật khó để tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu như mọi vị trí chức vụ trong tổ chức đảng, hệ thống chính quyền trở thành hàng hóa, được định giá và có thể trao đổi mua bán như mọi loại hàng hóa khác. Chắc chắn một điều là lớp cán bộ sinh ra từ tệ mua quan bán chức sẽ coi đó là thương vụ bỏ vốn đầu tư kinh doanh nên tìm mọi cách tận thu từ mọi nguồn thu để mau chóng hoàn vốn và sinh lợi nhuận cũng từ cơ chế này họ tiếp tục tuyển dụng và bổ nhiệm thêm những cán bộ cùng loại theo kiểu ngưu tầm ngưu mã tầm mã để lại di hại toàn diện và lâu dài cho đất nước và sự nghiệp cách mạng có hay không chợ đen mô quan bán chức cho đến nay, các cơ quan chức năng vẫn chưa phát hiện và phanh phui được vụ việc mua quan bán chức chạy việc làm, chạy biên chế nào diễn ra chót lọt để khẳng định và làm rõ một số vấn đề từ dư luận quan tâm có hay không tình trạng này. Nếu có thì mỗi chức vụ, vị trí công việc, xuất biên chế trong cơ quan của đảng, nhà nước có giá bao nhiêu, hình thức thủ đoạn mua bán diễn ra như thế nào, ai là người bán và những ai tham gia kinh doanh, phân phối tiếp thị, họ làm gì với chiếc ghế mình mua được, hậu quả ra sao tuy chưa có cơ sở để trả lời chính xác những câu hỏi này nhưng qua nhiều vụ việc lừa đảo chạy việc bị phát giác có sự tham gia của nhiều cán bộ trong hệ thống tổ chức đảng chính quyền với số tiền lên tới hàng trăm triệu hàng tỷ đồng khiến người dân tin rằng chức vụ có thể mua bán trao đổi bằng vật chất hoặc lợi ích chạy chức chạy quyền mua quan bán chức chính là hành vi cụ thể hóa việc biến chức vụ trở thành hàng hóa bởi khi và chỉ khi trở thành hàng hóa được định giá thì người ta mới biết giá để chạy và người bán người chạy là ai Đáng lo hơn, nếu như trước đây tình trạng này chỉ diễn ra trong phạm vi hẹp ở một số nơi, ở một số địa phương, thì nay nó đã diễn ra khá phổ biến, xuyên thấu vào tầng sâu, tràn qua nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều đối tượng, kết nối thành bè cánh, phe nhóm, miếng mảng, hết sức tinh vi, bài bản. Người ta không chỉ mua bán bằng vật chất mà bằng các hình thức phi vật chất, thậm chí bằng cách trao đổi, hợp thương. Anh giúp tôi chạy trước này, tôi giúp anh chạy vị trí kia hoặc chạy dự án nọ vì thế nó không còn là câu chuyện cá nhân mà đã biến tướng biến thể hình thành các nhóm lợi ích các đường dây ekip mua quan bán tước sau đó trở thành đường dây tham nhũng mua quan ắt sẽ bán đủ thứ cốt lõi phẩm chất của người cộng sản là quên mình vì nước vì dân chính vì vậy đối với họ của cải tiền vàng không mua chuộc được họ sự nghèo khó không làm họ nam đúng tinh thần không một thế lực nào khiến họ cúi đầu khuất phục thứ duy nhất mà người cộng sản theo đuổi là lý tưởng độc lập dân tộc và xã hội chủ nghĩa Thế nhưng, nếu không đi lên theo con đường tu dưỡng phấn đấu mà lại sử dụng đồng tiền luôn cửa trước đi cửa sau, phục vụ mục đích tiến thân thì những phẩm hạnh, đức hy sinh, tinh thần phụng sự vô tư trong sáng của người cán bộ đảng viên có còn nữa không? Chắc chắn những cán bộ đảng viên này sẽ không coi chức quyền như là phương tiện để khẳng định bản thân, thực hiện khát vọng hoài bão công hiến cho đất nước mà coi đó là một thương vụ để đầu tư, thỏa mãn mô cầu danh lợi và lạc thú, để dễ bề vinh thân phỉ ra thứ duy nhất họ tôn thờ quan tâm và nghĩ đến là đồng tiền và lợi ích cá nhân. Vì thế, ngay khi bước chân vào tổ chức, họ phải nghĩ mọi cách để ít nhất thu hồi vốn, sau đó sinh lời. Chức vụ nhỏ thì tìm cách nhũng nhiễu, bon rút những cái nhỏ, đến khi đủ cả vốn lẫn lời thì mua chức cao hơn, vơ vét nhiều hơn theo kiểu tận thu như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tâm sự trong buổi nói chuyện với các đại biểu đảng viên trẻ toàn quốc ngày 27 tháng 8 năm 2019. Nhân dịp này, tôi muốn tâm sự với các đồng chí, thật sự từ đáy lòng mình, cứ nghĩ trong cuộc sống mà xem, có những người có thiếu thốn gì đâu mà sao tham thế, chưa làm cái gì đã nghĩ đến chấm mút rồi, nói nhỏ là chấm mút, nói to là vi phạm pháp luật, bất chấp cả pháp luật, không còn xứng danh là đảng viên, dân khinh, coi thường. Không khó để hình dung khi chức vụ trở thành hàng hóa thì mọi thứ khác cũng biến thành hàng hóa, bởi khi đã tôn thờ đồng tiền, bất chấp đạo lý, những kẻ mô quan sẽ biến quyền lực nhà nước thành quyền lực cá nhân, trở thành công cụ để kiếm trác, bàn phát. Trước hết đối tượng mùa trước sẽ lại ưu ái sử dụng những người biết dùng phong bì đi cửa sau nhằm tạo bè cánh bao bọc cho mình, hướng tới mưu đồ đồng nhất tổ chức với người đứng đầu tổ chức để thực hiện siêu mánh lưới, siêu mưu kế đen tối, biến những nguyên tắc sống còn của đảng trở thành hình thức, làm méo mó mọi quy định, sinh ra đủ mọi thói hư tật xấu. Họ coi nhẹ những vấn đề có tính nguyên tắc, bất chấp nguyên tắc kỷ luật, luôn lách, tìm và lợi dụng những sơ hở trong đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước để mưu lợi cho họ, cho phe nhóm của họ. Kinh doanh trước tước là bạn đồng hành của tham nhũng quyền lực và làm biến tướng tầm thường hóa công tác tổ chức cán bộ của Đảng, vô hiệu hóa vai trò tổ chức Đảng cũng như nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng. Nó lũng đoạn, mua chuộc, tha hóa người đứng đầu, nó thiêu đốt, giết chết niềm tin, cơ hội phấn đấu, tiến bộ của những cán bộ chân chính, nó làm mất niềm tin vào tổ chức Đảng, vào cái gốc của công việc. Những kẻ mua chức quyền thành công leo lên đỉnh cao quyền lực quá dễ dàng sẽ không có đạo đức tài cần thiết để lộng quyền, coi thường tổ chức, coi thường cấp ủy, coi thường nhân dân, cơ quan, đồng nghiệp, vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc đảng, làm cho tổ chức đảng yếu kém, mất sức chiến đấu, hình thành những ông rời con ở cơ sở, tự kiêu, tự đại, tự mãn, từ đó sinh ra một bộ phận tự đắc, ỷ lại, trịch thượng, phát triển đột biến mà không cần phấn đấu, cố gắng, khiến bộ phận còn lại số đông xuất hiện tư tưởng chán nản, nhụt chí phấn đấu, thiếu niềm tin vào tổ chức đảng. Tha hóa quyền lực nói chung và tham nhũng tiêu cực nói riêng vì thế sẽ ngày càng nghiêm trọng, đe dọa sự tồn vong của đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Bái phục cựu bộ trưởng Vũ Huy Hoàng Thưa quý vị, dân vượt chuyên nghiệp cũng phải ngả mũ bái phục cựu bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng khi một năm ông này công du nước ngoài 163 ngày, ngốn không biết bao tiền ngân sách. Mấy ngày qua, dư luận xôn xao khi thanh tra chính phủ công bố việc cán bộ của vài bộ và vài địa phương đi nước ngoài đã ngốn hết 1.004 tỷ đồng trong con số khủng khiếp này, cái tên Vũ Huy Hoàng, cựu bộ trưởng Bộ Công Thương nổi bần bật khi có năm ông này đi nước ngoài hết 163 ngày, công du nhiều đến mức bị gọi bằng cái tên là bộ trưởng Bộ Công Du. Cư dân mạng đem chuyện ông Hoàng ra bàn tính, một năm có 365 ngày, mỗi ngày ông Vũ Huy Hoàng ngủ 8 tiếng, vậy là mất 122 ngày, còn lại 243 ngày, thứ bảy chủ nhật không phải làm việc, một năm có tới 104 ngày. Vậy ông Hoàng còn lại 139 ngày, dù 12 ngày phép năm, 9 ngày lễ Tết, ông Hoàng còn lại có 110 ngày. Vậy mà ông Hoàng đi nước ngoài hết 163 ngày là âm luôn vào thời gian ngủ nghỉ và không thể làm việc. Dĩ nhiên cách tính an gian này chỉ là đùa cợt bởi ông Hoàng đi nước ngoài quá nhiều, nhiều hơn cả dân phượt chuyên nghiệp. Dân phượt khắp thế giới có lẽ phải ngả mũ bái phục ông Vũ Huy Hoàng bởi khả năng đi nhiều, đi khỏe khi mà các chuyến đi này rơi vào hoàng hôn nhiệm kỳ khi ông Hoàng đã gần 60 tuổi. Trên lý thuyết, bộ công thương là đơn vị quản lý nhà nước về lĩnh vực xúc tiến thương mại lo đầu ra nên việc ông hoàng thường xuyên đi công tác nước ngoài cũng là điều dễ hiểu nhưng đi với tần suất của một đại phượt thủ với một nửa thời gian trong năm ở nước ngoài rõ ràng là có vấn đề ở một góc nhìn trần trụi công du kiểu này chỉ là một dạng thức tham nhũng thời gian Tôi dự khá nhiều hội nghị cấp bộ ngành tổ chức, thấy có một điều khá liên quan với các cách mà ông Hoàng đi nước ngoài, ví dụ các đơn vị ở Hà Nội tổ chức sự kiện ở miền Nam, hội nghị gói trọn trong một ngày, nhưng tất cả các đại biểu sẽ nhận khách sạn thường là 4-5 sao vào chiều hôm trước, hôm sau hội nghị rồi sáng ngày kế tiếp mới trả phòng. Thực tế thì một hội nghị một ngày, nhưng nhờ tổ chức gối đầu trồng đuôi nên các thứ thanh toán rồi công tác phí sẽ là 3 ngày. Rất có thể ông Vũ Huy Hoàng và các thuộc cấp chưa hẳn đã ở trọn 163 ngày tại nước ngoài mà con số này chỉ là để thanh toán cho tròn. Vậy để cho tròn, kinh phí đi công tác nước ngoài của Bộ Công Thương trong 5 năm gần gấp đôi Bộ Tài chính với số người đi gần gấp 3, ngốn ngân sách kinh khủng. Nhưng kết quả của những chuyến công du của Phật thủ Vũ Huy Hoàng là gì? Rất khó để tìm thấy những thông tin liên quan về kết quả những chuyến đi này và trên thực tế Bộ Công Thương là đơn vị có nhiều cơ quan đại diện ở nước ngoài nhiều hơn bất cứ đơn vị nào dưới hình thức các cơ quan thương vụ. Bộ trưởng suốt thời gian làm việc cứ công du nước ngoài không biết đã học hỏi được kinh nghiệm gì mang về phục vụ đất nước. Nhưng những cái lộ lộ ai cũng thấy đó là ngoài hàng chục dự án đổi vốn đắp chiếu vì không thể hoạt động, gây lãng phí hàng nghìn tỷ đồng. Những vụ đại án kinh tế, những quyết định bổ nhiệm nhân sự bị hủy bỏ sau nhiệm kỳ bộ trưởng và bộ sậu vi vụ đi phượt đầu ra chẳng thấy đầu chỉ thấy hết dưa hấu đến rau củ lớp cho bỏ ăn lớp đem đổ bỏ sau những chuyến công du là ngành chăn nuôi heo sụp đổ ngành nuôi bò điêu đứng lúa gạo xuất khẩu với giá thấp nhất thế giới biến việt nam thành nước đảm bảo an ninh lương thực cho nước ngoài sau khi cùng vài người trong bộ sậu bị ủy ban kiểm tra trung ương kết luận thiếu gương mẫu thực hiện không đúng quy định bổ nhiệm cán bộ và báo cáo không trung thực cựu bộ trưởng vũ huy hoàng bị cách chức nguyên và bị kỷ luật dĩ nhiên cái kỷ luật này chẳng thấm vào đâu so với những hậu quả mà ông này gây ra. Người dân cảm thấy sót cho tiền ngân sách khi bị những người lúc đường trước như ông Hoàng vung tay tiêu xài. Đến khi về hưu, ngân sách lại phải tốn thêm một khúc để tổ chức ban bệ, họp hành xử lý họ. Mà xử lý kiểu này xin nói thẳng, chỉ gãi ngứa những phượt thủ công du. Thủ phạm xẻ thịt rừng sóc sơn đang được bưng bít. Thưa quý vị, người dân vào rừng chặt cây bị phát hiện sẽ bị công khai tên tuổi. Nếu xây nhà không phép thì cũng không thể giấu được thân phận. Thế nhưng, vì sao danh sách những cá nhân tổ chức xẻ thi dương phong hộ ở Sóc Sơn vẫn đang bí ẩn? Trước đây khi chưa bị bắt, ông Nguyễn Đức Trung, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, nêu ra tại phiên họp giao ban công tác Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trước đây, chỉ rõ yếu kém trong công tác quản lý như vi phạm trật tự xây dựng ở Sóc Sơn mà dư luận đang quan tâm. Đồng thời, ông Trung yêu cầu các đơn vị liên quan phải xử lý nghiêm vi phạm trật tự xây dựng ở huyện Sóc Sơn. Đối với 27 công trình vi phạm mới ở rừng đặc dụng, ông Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh là Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và huyện Sóc Sơn phải tổ chức cưỡng chế vi phạm nếu sau khi có thông báo mà các hộ vi phạm không tự tháo rỡ. Riêng những công trình vi phạm trước đó cần thực hiện đúng theo kết luận của thanh tra chính phủ. Sau khi thanh tra thành phố thực hiện xong, thanh tra toàn diện sẽ xem xét cụ thể trách nhiệm và xử lý nghiêm bất kể là ai. Trước ông Trung, trao đổi bên hành lang Quốc hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết, rằng Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã có quyết định thanh tra lại và đoàn thanh tra đã bắt đầu làm việc để làm rõ những vấn đề liên quan đến xẻ thịt đất rừng ở sóc sơn như vậy vụ việc xẻ thịt rừng phòng hộ sóc sơn để xây biệt phủ đang nằm trong tiến trình xử lý vấn đề còn lại là hà nội sẽ xử lý ra sao và điều quan trọng là xử lý như thế nào nghiêm minh hay không thế nhưng ngay cả khi những người đứng đầu thành phố hà nội lên tiếng tuyên truyền với vi phạm ở sóc sơn thì dư luận vẫn băn khoăn không hiểu vì sao đã quyết chạm mà chính quyền các cấp và cả cơ quan chức năng của hà nội lại không công khai danh tính những đối tượng vi phạm nhiều cơ quan báo chí đã bỏ công đi tìm hiểu nhưng vẫn không tìm được câu trả lời nói thẳng sở dĩ có việc mù mờ thông tin về danh sách những đối tượng vi phạm là bởi các ông chủ của những biệt phủ đang chiễm trệ trong rừng đặc dụng sóc sơn như cán bộ của một xã tại huyện sóc sơn bật mí là phần lớn người có địa vị xã hội có ảnh hưởng người có địa vị xã hội có ảnh hưởng thì phải được hiểu là người có chức quyền hoặc có tầm ảnh hưởng rộng lớn trong công chúng những người như thế hẳn là phải hiểu biết hoặc buộc phải biết pháp luật về đất đai nhưng đã cố tình vi phạm thì chính họ đã không cần bảo trọng danh dự của chính mình Vậy thì chẳng việc gì mà cơ quan chức năng lại phải giấu, nếu trong số đó có cán bộ đảng viên thì lại càng cần phải công khai để cơ quan và cơ sở đảng đang quản lý biết mà xử lý. Không công khai thì người dân không biết để giám sát, việc xử lý vì thế khó triệt để. Không công khai thì làm sao dư luận biết rốt cuộc số công trình ngang nhiên vi phạm hay được tiếp tay để vi phạm, chỉ là con số 27 hay còn con số khác nữa. Không công khai thì làm sao xử lý được một cách công tâm những người có địa vị xã hội, có ảnh hưởng nhưng cố tình đứng trên pháp luật? công khai minh bạch thông tin và xử lý nghiêm chính là cách đơn giản nhất để chính quyền hà nội lấy lại niềm tin của người dân thủ đô và dư luận sau các vi phạm khó tưởng tượng xảy ra ở sóc sơn